Tale of Luminaria là tựa game mobile nhập vai hành động dựa trên series game Tales nổi tiếng của hãng Bandai Namco. Thay vì là một tựa game mobile ăn theo thương hiệu nổi tiếng, Tale of Luminaria sẽ là một trò chơi độc lập dành riêng cho hệ máy di động với cốt truyện và những tính năng riêng biệt. Trò chơi sở hữu giao diện màn hình dọc cùng lối chơi hành động kiểu quẹt, vuốt quen thuộc. Người chơi có thể tự do điều khiển và di chuyển nhân vật chỉ bằng một tay. Game lấy bối cảnh tại một thế giới giả tưởng được xây dựng trên một nguồn năng lượng bí ẩn gọi là mana. Tại thế giới này cũng tồn tại các sinh vật gọi là nguyên thú được người dân tôn thờ và kính trọng. Bạn sẽ được chu du trong một thế giới rộng lớn, dù ta chưa thể biết đây có phải là một tựa game thế giới mở hay không. Các hiệu ứng kỹ năng trong game khá bắt mắt và hào nhoáng, đủ để làm người chơi cảm thấy phấn khích. Suốt quá trình chơi, bạn sẽ được điều khiển đến 21 nhân vật chính trong game. Họ đều là những nhân vật mới toanh với vai trò và phong cách chiến đấu khác nhau, như kiếm sĩ, pháp sư, cung thủ. Đồng thời, mỗi nhân vật sở hữu một câu chuyện riêng mà bạn sẽ dần khám phá trong quá trình chơi. Trò chơi vẫn sở hữu phong cách đồ họa anime 3D quen thuộc, mở ra một thế giới tuyệt đẹp với dàn nhân vật được thiết kế ấn tượng. Được biết series game Tales vốn nổi tiếng về chất lượng âm nhạc của mình, nên chắc chắn sẽ không để người chơi phải thất vọng. Thời gian dự kiến phát hành Tales of Luminaria Mobile là vào năm tới. Game sẽ có bản tiếng Anh đầy đủ để người chơi trải nghiệm dễ dàng. We'll be right back.